Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người để làm một cái mẫu túi mà ứng dụng phối set da như thế này. Set da mọi người mua thì sẽ bao gồm một cái đế túi như thế này và một nắp kèm quai sắt. Túi mình hướng dẫn túi này có kích thước là size 20. Đó, nắp đây, khóa như thế này sẽ rất là đẹp. Này nó có lớp bóng, mở ra nó sẽ bóng sáng đó. Size của nó là chiều rộng đáy là 9 cm và chiều dài của nó sẽ là 20. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để cắt các mảnh canvas trước để mình có thể móc theo kích thước canvas đã cắt sẵn thì sẽ ra chuẩn size chính xác hơn. Đầu tiên mình sẽ cắt hai mảnh thân. Thân trước và thân sau có kích thước như sau. Chiều ngang của nó là 20 cm. Đó, từ 0 tới 20. Và chiều cao của nó sẽ có kích thước là 13.5. Đây mọi người nhìn. 13.5. Thì sẽ tương đương chiều ngang này 20 cm thì sẽ tương đương khoảng tầm 47 ô canvas. Loại này là loại tròn nha. Sẽ tương đương 47 ô canvas. Và chiều cao này 13,5 cm thì sẽ tương đương là 31 ô canvas. Mọi người sẽ cắt cho mình hai mảnh như thế này. Mảnh thân trước và thân sau sẽ gồm hai mảnh như thế này. Tiếp theo mọi người sẽ cắt tiếp cho mình mảnh hông. Hai mảnh hông có kích thước như sau. Chiều cao của nó cũng sẽ là 13,5 cm bằng chiều cao của thân trước và thân sau. Và số ô canvas của nó cũng sẽ là 31 ô. Và chiều rộng của nó sẽ là 9 cm thì sẽ tương đương là 21 ô canvas. Đó, mọi người sẽ tiến hành cho mình như thế này. Sẽ cắt kích thước theo như mình đã nói, hai tấm hông và một và hai tấm hông túi và hai tấm thân trước và thân sau. Sau khi cắt được kích thước như thế này, mình sẽ hướng dẫn mọi người móc hoa văn. Cái này là mình lên mẫu và quay hướng dẫn luôn nên sẽ chưa có mẫu túi để có thể up khi giờ để đưa cho mọi người xem để mọi người có thể hình dung. Nhưng mà sau khi mà mình làm xong rồi á, mình sẽ chụp hình và up ảnh lên trên lớp học thì lúc đó mọi người sẽ nhìn sẽ dễ tưởng tượng hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc hoa văn như thế này. Và mình nói thêm là mình sẽ sử dụng sợi dệt. Đây, sợi dệt như thế này. Cuộn này là cuộn bự 200 g lận. Mọi người theo mình thì mọi người nên chuẩn bị 300 g. Sợi dệt này xe mỏng. Mình sẽ móc kim 2.5. Tulip 2.5. Và mọi người chuẩn bị cho mình khoảng 300 g sợi dệt. Và để mình nói thêm, đây là mảnh 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 hoa văn, mình sẽ móc một mảnh hoa văn như thế này. Mẫu ngoài rất là đẹp, lên video nó không có chuẩn. Đó, mình sẽ móc hoa văn như thế này. Cái này mình đã móc trước và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm hoa văn này. Thì phần này là phần giới thiệu sơ qua cách để mọi người cắt canvas để chuẩn kích thước mà set da mọi người đã mua. Ở phần sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách móc thân trước, thân sau và cách nẹp canvas.